Rồi, mến chào các bạn nha. Bữa nay mình đi bắt ong ruồi các bạn ơi. Nè, mới vô rừng gặp được một ổ trên cây này bạn, cũng hơi cao các bạn. Ổ bự ạ. Đó các bạn. Để lên lấy cho các bạn xem nha. Hy vọng là có mặt nha các bạn. Trèo lên cũng hơi cao các bạn ơi. Bớt quá gầy các bạn, quá trời. Cũng ngon nha các bạn ơi, cái trời đủ mặt nha. Chết rồi bạn, chết rồi bạn. Không có cắt luôn bạn. Rồi để mình xuống cái nha các bạn ơi. Thôi nói với nó. Đứa thúc giục luôn rồi. Để xuống đất mình quay cho các bạn xem nha.
Rồi, tiếp tục gặp táo ong nữa cơ mọi người. Này, tớ nằm trên cây này mọi người. Cây nhỏ quá, để anh lên lấy cho xuống rồi cho mọi người xem nha. Cái cây này nhỏ quá. Rồi, lên cho mọi người xem nha. Sao này nữa. Ổ này không đủ mặt như ổ nãy nhưng mà con cái cũng mặt rất đẹp mọi người.
Rồi, thời gian có hạn mọi người, để Lộc Nguyễn bỏ vô, Lộc Nguyễn đi tiếp nha. Con ruồi bự khủng luôn nha các bạn ơi. Quá trời ơi, mùi lắm rồi bạn ơi. Thẳng thằng luôn. Bự hơn ngón tay chút à. Vẫn có mặt đẹp luôn các bạn à, nó cỡ nhỏ mà mặt không đẹp, không có nó nhỏ nhưng đẹp nó lắm nè, nó kem hết như mặt đó, mặt rất đẹp luôn. Nó chắc mình cạp ăn luôn. Rồi mình đi kiếm tiếp nha các bạn ơi. Rồi chào các bạn nha. Mới gặp con người khủng nữa các bạn. Chỗ này khủng thiệt chứ không phải như chỗ nhỏ nãy nha các bạn. Nước mặt đẹp không? Được thôi chứ không đẹp không bằng. Rồi đến vô bọc đi tiếp các bạn ơi. Con khác còn queo khác các bạn xem nha. Rồi gặp theo ngõ bự khủng nữa các bạn ơi. Chứ các bạn đừng có nói mình là chủng nha. Rồi này nằm trước mắt mình đó, mình không bắt. Đầu tiên Lộc Nguyễn bắt ông rùa bự như thế này nha các bạn. Nó cười nha. Con rùa bự khủng luôn các bạn thấy không, không lẽ hồi nãy mình ăn hết nổ, không lẽ giấc này ăn nữa các bạn. Rồi đi tiếp các bạn ơi,
Rồi, chào bạn nha. Nè, vô rừng bắt bữa nay đốt một vụ bạn ơi. Mới gặp hổ nè. Lũ vô gặp được hổ nữa các bạn. Phi nè. Nó được nhỏ thân bự hơn các bạn, để mình bắt các bạn xem nha. Tàn ghép lại các bạn cho nó còn nở con các bạn ơi. Nó nhỏ mặt lúc cho các bạn ơi. Gì ốc nè nè nè. Rồi. Đến vô bọc cái đi tìm nữa các bạn. Có quay cho các bạn xem nha.